Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một cô gái đang ngồi đọc sách dưới gốc cây này. Hãy cùng tô với mình nhé. Trước tiên mình sẽ tô vào cây trước này. Cái này thì mình tô màu đỏ nhé. Các bạn nhớ theo dõi hết video để xem thành quả của mình nha. Hãy
bạn ơi, vậy là chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đây. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang cầm bức tranh một cô bé đang ngồi học bài dưới gốc cây này. Với cách phối màu này của mình, các bạn cũng có thể tham khảo để tô cho bức tranh các bạn nhé. Video của mình sẽ được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn tô màu lần sau.